Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 114. Nghiêm Phục rung động không thôi, lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Nhìn trộm Trác Phàm trong tiếng kêu gào thê thảm, vậy mà còn có thể sắc mặt lạnh lùng để tu luyện, kính sợ trong lòng càng sâu. Vì các quản gia này báo thù cũng thực sự không tầm thường, coi như Thất Thế Gia trước kia kiêu căng, ương bướng đến đâu cũng chưa từng có một người dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó với bọn họ. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người nhìn hình ảnh bên trong, trong tai nghe tiếng gào khóc cũng hồi hộp một trận. Cho dù là ba đời Tiết gia, chí thân Tiết Ngưng Hương biết là Trác Phàm vì Ngưng Nhi mà báo thù, thế nhưng thủ đoạn tàn khốc kia vẫn khiến bọn họ run như cầy sấy, không đành lòng nhìn thẳng. Giờ khắc này, bọn họ ngược lại cảm thấy tên hung thủ giết Ngưng Nhi này càng đáng thương hơn rất nhiều. Lúc này Trác Phàm trong mắt mọi người chỉ còn có một loại hình tượng ma vương không được chọc tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng gào thét chưa bao giờ ngừng. Sau một ngày, U Vũ Sơn chỉ còn là một tấm da người, bên trong đã bị huyết tầm gặm nhấm hầu như không còn gì. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt hắn biến dạng, quá thực trông như một bộ thây khô, toàn thân đỏ bừng, lại không có một chút máu nào chảy ra. Ngày thứ hai, toàn thân gân mạch U Vũ Sơn đều bị gặm ăn hoàn toàn, chỉ còn lại có từng bãi thịt mỡ chất đống trên mặt đất, không còn gân mạch liên kết, chúng nháo nhào như thịt bị xẻ ra. Thế nhưng U Vũ Sơn vẫn còn khàn khàn cuống họng kêu gào. Ngày thứ ba, bắp thịt toàn thân U Vũ Sơn đã bị ăn sạch, mà hắn tuy mở to miệng muốn gọi, nhưng cổ họng đã bị rách toát từ lâu, chỉ miệng mở ra nhưng không phát ra âm thanh. Ngày thứ tư, ngàn con huyết tầm bắt đầu gặp ăn xương tủy U Vũ Sơn. Đến tận ngày thứ chín, toàn thân U Vũ Sơn đã bị gặp ăn gần như không còn chút gì. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, những huyết tầm vậy mà lưu lại một vài bộ phận có thể duy trì sinh mệnh hắn, còn giữ lại cái đầu để hắn tận mắt thấy bộ dáng như bùn nhão của hắn, bộ dạng thân trần trụi, không có xương cốt, không có bắp thịt, thậm chí là căn bản không còn hình người. Nghiêm Phục kinh hãi, từ ngày thứ 9 trở đi, hắn đã không dám nhìn, tràn diện quá buồn nôn này quả thực đáng sợ. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người bị hình phạt tàn khốc dọa đến nghiêng đầu quay đi, khó có thể tiếp tục nhìn thêm. Hai mắt U Vũ Sơn dần dần ẩm ướt, muốn cầu khẩn Trác Phàm giết hắn đi, nhưng rốt cục không nói ra được một câu nào, bởi vì cuống họng hắn, xương cổ hắn, đầu lưỡi của hắn, những thứ này đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, đều đã nằm trong bụng huyết tầm. Hắn lúc này chỉ có mấy mạch máu, còn một ít cơ quan nội tạng mới có thể miễn cưỡng chứng minh hắn còn sống, nhưng mà sống kiểu này càng thống khổ hơn so với cái chết vạn lần. Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra, thấy ánh mắt cầu khẩn, đạm mạc lên tiếng, muốn chết phải không? U Vũ Sơn cố gắng đảo mắt, bởi vì mí mắt cũng bị huyết tầm gặp ăn hết, cho nên hắn rất khó tỏ ra suy nghĩ trong lòng. Trác Phàm tất nhiên là hiểu hắn đang nghĩ gì, hắn như thế này còn cứu thế nào nữa, chắc chắn là muốn chết rồi. Trác Phàm đạm mèo lên tiếng, nhớ kỹ, thà gây với Diêm La Vương, chớ chọc tới Trác quản gia ta. Lời nói vừa nói ra, U Vũ Sơn vội vàng động động con người, tỏ ra hiểu ý. Mà trước Trấn Quốc Thạch, mọi người cũng run lên trong lòng. Trác Phàm nói lời này, ngoài mặt là nói cho U Vũ Sơn nghe, còn không bằng là nói với tất cả gia tộc trước Trấn Quốc Thạch, hàm nghĩa bên trong thì đã quá đơn giản rõ ràng. Thấy chưa, thất thời địa hình đừng có đi theo mà đế vương môn đối đầu với lão tử, ngự hạ Thất Thế Gia thì sao chứ, các người muốn chết thảm cỡ nào, lão tử toại nguyện cho các ngươi cỡ đó. Tất cả mọi người đều rất rõ ý, cái chết của Lâm Tầm Phong trước đó chỉ khiến bọn họ sợ hãi, tôn kính trong lòng đối với ngự hạ Thất Thế Gia chỉ là giảm mạnh, thì nay đã là bắt đầu toan tính tương lai ngày sau, mà những gia tộc bản thân phụ thuộc đế vương môn lúc này càng phải nghĩ kỹ càng hành động sau này. Nếu là việc có chút quan hệ với Lạc Gia, có đánh chết cũng đừng có ngu mà tham dự vào. Phương Thu Bạch thấy thế liền an lòng, tiểu tử này thật đáng sợ, giết gà dọa khỉ, để những thế gia thiên vũ không dám làm bạn với đám đế vương môn kia nữa. Hoàng Vũ Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm càng sâu hơn, bởi vì hắn đã ý thức được Trác Phàm đã làm tan rã toàn bộ hy vọng mà đế vương môn tích lũy ngàn năm qua. Nếu người trong thiên hạ đều rời xa đế vương môn hắn, thì đế vương môn còn xưng bá thiên vũ như thế nào đây? Nhất thời, tất cả cao tầng đế vương môn đều nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong lòng phát hận, nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào.
Trác Phàm chậm rãi vung tay lên, những huyết tâm liền cấp tốc lao đến những bộ phận còn lại trên thân U Vũ Sơn. Máu, đầu, não đều bị ăn sạch sẽ, tốc độ thì quả thực phải gọi là trong nháy mắt. Có thể thấy được lúc trước Trác Phàm nói cái gì mà huyết tâm ăn rất chậm, hoàn toàn là gạt người, anh chỉ là muốn tra tấn U Vũ Sơn mà thôi. Dù vậy, nhìn thân thể mình hoàn toàn bị nuốt, rốt cục không cần phải chịu sự thống khổ như địa ngục này, sau ánh mắt đội U Vũ Sơn đúng là đã có sự thỏa mãn. Nghiêm Phục hít thở sâu, vội vàng đến trước mặt Trác Phàm đưa lên hộp gỗ. Trác quản gia mời, không cần. Trác Phàm phất phất tay, quả hận nói, tiểu tử này làm lãng phí quá nhiều thời gian, tên thủ phạm sắp chạy trốn được rồi. Vừa nói xong, Trác Phàm vung tay lên, một đạo hỏa quang ngút trời nổ tung một tia lửa. Số 1, Hoàng Phủ Thanh Thiên, người trốn kỹ vào cho lão tử. Hỏa quang chói lọi vang vọng toàn bộ không trung. Thú Vương Sơn, Hoàng Phủ Thanh Thiên dừng bước, quay đầu nhìn lên mây, mi đầu chăm chú nhanh lại. Ác ma này đến lượt bổ công tử rồi sao? Có điều Hoàng Phủ Thanh Thiên hung hăng nắm hai khối tinh thạch đỏ thẫm như máu. Đã muộn rồi. Xa xa nhìn đường đi phía trước, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở sâu, tiếp tục phi nước đại, vẻ hưng phấn vững vàng trên mặt. Giờ khắc này, hắn đã có đủ chìa khóa mà hóa hình trận môn cách hắn không xa, lấy tốc độ của hắn chưa tới một canh giờ là có thể tới nơi. Nhìn vị trí Trác Phàm vừa phát tín hiệu ra, cách hắn rất xa, hắn đoán chừng bây giờ Trác Phàm đang trọng thương là vạn vạn lần không đuổi kịp hắn. Trò chơi đào vong này, thắng lợi sau cùng vẫn là hắn, là thiên mệnh sở quy. U Vũ Sơn, ngươi làm rất tốt, có thể kéo chân tên ác ma này lâu như vậy. Sau khi bổn công tử chạy thoát, nhất định sẽ chăm sóc vợ con ngươi cho tốt. Hoàng Vũ Thanh Thiên cười lại liên tục. Có điều, đây cũng là thiên ý. Ngươi có thể hy sinh vì công tử, cũng coi như là chết đúng chỗ. Bổn công tử quả nhiên là chính thức vương giả, ngay cả ông trời đều giúp ta. Tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều như thượng thiên an bài tốt. Trác Phàm lẽ ra có thể tùy tiện giết hắn, tuy không biết cái mặt nào cũng hạ. Cái mặt nào của hắn bị chập lại, lại tạo ra cái trò chơi này, mà lại Trác Phàm giết xong hai người mới bắt đầu đi tìm hắn, còn để trống nhiều thời gian như vậy, sắp để hắn chạy khỏi nơi này, đây rõ ràng là thượng thiên che chở để cho hắn sống sót, chính là dấu hiệu nhất thống thiên hạ. Nghĩ tới đây, ngạo sắc trong mắt hạ Hoàng Phủ Thanh Thiên càng sâu hơn, cười dữ tợn. Trác Phàm, lần này bổn công tử để ngươi thắng một lần, bổn công tử là chân chính vương giả, ngươi sớm muộn cũng phải chết trong tay ta. Hơn nửa canh giờ sau, một đạo hắc ảnh lóe qua, Hoàng Phủ Thanh Thiên chạy tới một đại môn đỏ thẫm mà bốn phía không có một chút động tĩnh nào, hai mắt không khỏi sáng bừng lên. Hoàng Phủ Thanh Thiên đại hỉ, quả nhiên tiểu tử kia không đuổi kịp hắn, lần này là hắn thắng rồi. Mà trước trấn quốc thạch, mọi người nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên đến hóa hình trận môn không khỏi giật nảy mình. Chẳng lẽ Trác Phàm chưa đuổi kịp hắn, tiểu tử này sẽ thắng sao? Nhất thời mọi người cảm thấy đáng tiếc, Trác Phàm ngay từ đầu giết bốn người liền đã đại hoạch hoàn thắng, tự nhiên là muốn đi tra tấn, cuối cùng để kẻ cầm đầu bỏ chạy. Đây không phải là Hoàng Vũ Thanh Thiên khiến người ta căm ghét cỡ nào, mà mọi người thực sự tiếc cho Trác Phàm. Nước sôi vịt bay, mặc cho ai đều có cảm giác khó chịu. Được rồi, chỉ cần cắm hai khối tinh thạch vào là được. Một cỗ ba động vô hình phát ra, một đạo quang trụ đỏ thẫm phóng lên tận trời. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười to đắc trí, ha ha, Trác Phàm là bổn công tử thắng. Các trưởng lão Đế Vương Môn cũng trở nên kích động, hai mắt đỏ bừng bừng hưng phấn, nên như đây là song truyền tống trận, bọ thật hận không thể lập tức xông vào lôi Hoàng Phủ Thanh Thiên trở về. Đại công tử à, ngài cũng đừng đắc chí, tranh thủ thời gian, nhanh trở về đi. Nhưng vương giả là vương giả, cho dù là chật vật trốn về cũng phải chú ý tới dung mạo dáng vẻ, cũng phải để ý tới phô trương phong độ. Hoàng Phủ Thanh Thiên không quá nóng vội, dù sao thì sinh môn ngay trước mặt mình, hắn chỉ cần dậm chân một cái là có thể bước vào. Kết quả là cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều cạn lời vỗ trán, thậm chí những trưởng lão Đế Vương Môn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi xuất hiện. Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà bắt đầu sửa sang lại tóc tai bẩn thỉu, quần áo lộn xộn, còn có khuôn mặt vì mấy ngày liên tiếp chạy trốn mệt mỏi không chịu nổi, cũng phải chỉnh túc một phen, nhất định phải để cho mình vẫn ung dung hoa quý khải hoàn trở về. Thế tình cảnh này, các vị trưởng lão Đế Vương Môn run rẩy, thực hận không thể xông lên đánh cho hắn một trận. Đại công tử à, ngài bình thường coi trọng
đoàn khí thế thì cũng thôi đi. Thế nhưng đang lúc nguy hiểm như thế này, tánh mạng ngài đều khó giữ được. Còn coi trọng mấy thứ hư vinh đó có phải là ngáo đá rồi hay không? Bây giờ nếu ngài chết, nhất định chính là tự mình làm tự chịu đó nha. Tất cả trưởng lão Đế Vương Môn bất đắc dĩ một trận, thầm than trong lòng. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, một câu bực tức trong lòng bọn họ lại thực sự trở thành lời nguyền rủa vị đại công tử này. Hoàng Quân Tinh Thiên thở dài một hơi, cuối cùng đã khôi phục lại dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, bể nghệ thiên hạ thường ngày. Sau đó mới vênh váo tự đắc đi đến hóa hình trận môn, giống như hắn mới là người thắng trận lệnh bắt gia tranh bên này. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung giữa trời. Ngừng! Một tiếng hét lớn truyền đến, một cái chân Hoàng Quân Tinh Thiên lập tức vặn vẹo, bộc phát ra một trận sương máu. Hắn còn chưa kịp tiến vào hồng quang trận đã vì đau đớn mà ngã khuỵu xuống. Hoàng Phổ Thanh Thiên hoảng hốt trong lòng, không quay đầu cũng đã nhận ra chủ nhân giọng nói này, Trác Phàm. Đồng thời thấy kinh hãi, hắn vạn vạn lần không nghĩ đến lấy thân thể bị trọng thương của Trác Phàm sao lại nhanh như vậy mà đã đuổi kịp chứ. Vừa rồi mình vừa mới một phen sửa sang, vốn là biểu hiện khí độ phương giả, kinh biến bất hải, nhưng cứ như vậy chẳng phải hắn biến thành thằng hề sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phổ Thanh Thiên nghiến răng, trước khi thân còn chưa triệt để rơi xuống, cái chân còn lại hung hăng bước ra, đùng một tiếng phóng thẳng tới hồng quang. Hắn phải sống, không chỉ có vì là vì tính mạng mà còn có vì tôn nghiêm vương giả. Hắn tuyệt đối không thể chết đi. Trong lời chế giễu của thế nhân, hắn phải là kẻ thắng, thiên thu vạn đại, người người cúng bái. Thế nhưng vù một tiếng, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đùng một tiếng nện trên sống lưng hắn, đánh hắn bay cách hồng quang 3 mét. Miệng hắn lập tức phun ra một ngụm tươi, mà một ngón tay hắn chỉ kém một ly nữa thì đã có thể đụng tới cột sáng kia. Thế nhưng chính là một ly đó đã ngăn cách hắn bước tới Sinh Môn. Đại công tử, tất cả trưởng lão Đế Vương Môn cùng sợ hãi hét lên. Sinh Môn mà đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên là gần trong gang tấc, đúng là nhất không nổi một bước, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng. Trác Phàm ngồi trên người Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất biệt cười lạnh lẽo, sau mấy hơi thở hồng hộc mới cười nhạo. Hoàng Phổ Thanh Thiên, cuối cùng đã bắt được ngươi, suýt nữa đã để ngươi chạy thoát đó nha. Trác Phàm, khoảng cách xa như thế, ngươi làm sao có thể... Hoàng Phổ Thanh Thiên quay đầu quát lên, thế nhưng mới vừa nói nửa câu thì ngừng, bởi vì hắn đã minh bạch tất cả. Sau lưng Trác Phàm, một tử sắc cự điểu chậm rãi hạ xuống, nghiêm phục nhảy xuống từ trên lưng nó đến bên cạnh Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh thản nhiên nói, cũng khôn đấy thằng ngu ạ, lão tử tuy không có Lôi Vân Dực nhưng vẫn còn có một bé Lôi Vân Tước. Hoàng Phổ Thanh Thiên bất giác dĩ ai thán một tiếng, hắn làm sao lại quên mất đi việc này chứ, còn đi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng bây giờ hối hận kiểu gì cũng đã muộn, hắn làm bộ làm tịch trước mặt tất cả mọi người, cuối cùng nhận lấy kết cục bi ai. Đáng thương hơn là cả bị Thiên Vũ chế giễu không ngừng. Chính hắn đã biến mình thành đệ nhất chú hề Thiên Vũ này, kẻ hủy diệt hài kịch Thiên Mệnh Sở Hề, Chấn Thiên Đế Vương Hề. Kể tại đây, Hoàng Phổ Thanh Thiên buồn bã liên tục lắc đầu nói, Trác Phàm, bổn công tử đã rơi xuống trong tay ngươi, ngươi giết ta đi, bổn công tử chính là Thiên Mệnh Sở Quy vương giả, cho dù chết ta cũng mong được chết có thể diện. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, muốn chết có thể diện sao, được à, lão tử nhất định cho ngươi chết đủ thể diện nhất. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên cúi người xuống cắn vào một bên tổ lỗ tai hắn, sau đó mạnh mẽ xé trác ra. A, một tiếng tru thê lương phát ra. Hoàng Phổ Thanh Thiên kinh khủng hãi hùng, vội la lên, Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Ngươi không phải là muốn chết cho đủ thể diện sao? Vậy lão tử thành toàn cho ngươi, ngươi có thể chết trong bụng lão tử, có thể diện hơn chết trong thâm sơn rất nhiều. Trác Phàm khát máu cười nói, còn mọi người thì nghe thấy lời đó lại quá mức sợ hãi. Chẳng lẽ Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm là muốn ăn thịt Chấn Thiên Đế Vương Long Hoàng Phổ Thanh Thiên sao? Khi vừa nghĩ đến đây, mọi người liền không ngăn được cả người phát lạnh. Đây xem như thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối với địch nhân, ăn sống người à. Hoàng Phổ Thanh Thiên nghe vậy cũng biến sắc, quay đầu nhìn qua lại thấy Trác Phàm đã cắn rơi lỗ tai hắn, nhổ trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trác Phàm phán tử hình cho hắn lại là ăn sống nước tươi. Cái này, coi mẹ nó, đừng nói là tôn nghiêm, quá thực tư cách làm người đều chẳng có. Đối với kẻ nặng tư chất vương giả như Hoàng Phổ Thanh Thiên, có thể nói là kiểu chết kinh khủng nhất. Thậm chí so với Lâm Toàn Phong, U Vũ Sơn, hắn chết khủng bố hơn rất nhiều. Trác Phàm, người tên ác ma này, người dám ăn ta. Hoàng Phổ Thanh Thiên kinh hãi sợ hùng, lắp, kinh hãi
sợ hãi. Thiên Kinh sợ hãi, quát lên. Trác Phàm điên cuồng dữ tợn, đúng, người đó không sai. Lão tử còn đang suy nghĩ tra tấn người như thế nào mới có thể khiến người thống khổ nhất. Thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải dùng phương pháp này kết liễu người. Đây không phải là hình phạt thống khổ nhất. U Vũ Sơn chết còn thống khổ gấp trăm, gấp ngàn lần người. Đây phải là hình phạt khuất nhục nhất. Lâm Thành Phong chết biệt khuất hơn người rất nhiều. Thế nhưng lão tử lại phải giết người bằng cách này. Người biết tại sao hay không? Ha, bởi vì lão tử chỉ có ăn sống người, uống máu người mới có thể tiêu trừ một chút thống hận. Vừa dứt lời, Trác Phàm lần nữa cắn xuống cả đoạn thịt sau cổ Hoàng Vũ Thăng Thiên, liền be bét máu. Hoàng Vũ Thăng Thiên đau đến ngửa mặt lên trời thét dài, lệ quang trong mắt tràn lan, da mặt không ngăn được mà co rúm rõ. Một bên, Nghiêm Phục kinh hãi lui về phía sau hai bước. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người không đành lòng nhìn thẳng, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại muốn nôn ra. Trác Phàm nó không sai, ăn sống uống máu hắn không phải là thống khổ nhất, cũng chẳng phải là khuất nhục nhất, nhưng là chấn hãm nhân tâm nhất. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Nếu nói Trác Phàm lúc trước tàn nhẫn như ác ma, vậy bây giờ anh trong lòng mọi người đã là một ác ma chân chính. Còn có chư nữ Sở Quân Thành không thấy sợ hãi, chỉ có sự khổ sở. Bởi vì Trác Phàm lúc này biểu hiện ra cừu hận đến cỡ nào thì càng biểu thị nội tâm anh thống khổ đến cỡ đó. Đau lòng đến mức anh phải dùng loại hành động như giả thú này mới có thể thoáng làm dịu vết thương trong lòng mình. À! Trác Phàm tàn nhẫn hét lên, hai mắt Hoàng Vũ Thăng Thiên đỏ lòm, con người nổi gân xanh, khuôn mặt anh Tuấn lúc này cũng cấp tốc bắt đầu méo mó, trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Trác Phàm, bổn công tử là vương giả, là thiên mệnh sở quy, người dám ăn thịt ta nhất định sẽ bị trời phạt. Hoàng Vũ Thăng Thiên nín đau quát lên. Trác Phàm bình chân như vậy lắc đầu. Trời phạt sao? Lão tử một mực nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ còn sợ trời phạt nữa sao? Đừng nói ngươi thiên mệnh sở quy, tự nhận vơ mà thôi. Coi như ngươi thật được thượng thiên che chở thì sao chứ? Dám đối đầu với lão tử, coi như cửu thiên thương khung, lão tử cũng phải chọc cho thủng. Nói rồi Trác Phàm lần nữa cúi xuống, lần nữa cắn xuống. Wow! Đột nhiên phản phất là hưởng ứng lời của Hoàng Vũ Thăng Thiên, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời vang lên. Hoàng Vũ Thăng Thiên đã bị huyết sắc phủ kín thân thể, đột nhiên phóng ra đầy kim quang. Trác Phàm bất chấp giật mình, anh đã sử dụng huyết tầm phòng bế tu vi Hoàng Vũ Thăng Thiên, làm sao có thể phóng xuất ra năng lượng mạnh như thế được chứ? Thế nhưng sau một khắc, anh liền hiểu là kim sắc long hồn thoát ra xoay quanh trên 9 tầng trời, rồi bỗng nhiên lao xuống Trác Phàm. Long hồn hộ chủ. Trác Phàm khó xử như mày, trong lòng thầm than, anh làm sao cũng quên mất Hoàng Vũ Thăng Thiên thần có địa mạch long hồn, thời khắc mấu chốt long hồn nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ hắn. Mà bọn người Lãng Vô Thường, Hoàng Vũ Thiên Nguyên thấy thế đều đầy hy vọng, mở to hai mắt hưng phấn nhìn. Bây giờ Trác Phàm trọng thương, địa mạch long hồn trọng kích nguyên thần, anh chắc chắn không ngăn được. Một đạo long ảnh xuyên qua thân thể Trác Phàm khiến đầu anh đau bút, phốc một tiếng phun ra một dòng máu đỏ tươi, nguyên thần lập tức bị tổn thương nặng. Trác Phàm tự gây nghiệp không thể sống. Nếu người cho bọn công tử chết thống khoái một chút thì tốt. Thế nhưng tên phàm phu tục tử ngươi vậy mà vọng tưởng ăn thịt bổn công tử đệ nhất vương giả, đúng là tự mình tìm đường chết. Hoàng Vũ Thăng Thiên nhếch miệng cười to lên, tuy đã bị Trác Phàm cắn xé đến vết thương chồng chất nhưng vẻ mặt vẫn còn tốt chán. Bổn công tử quả nhiên thiên mệnh sở quy, có thượng thiên che chở. Bọn người Phương Thức Bạch liếc nhìn nhau không khỏi khẩn trương. Bọn họ cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, địa mạch long hồn này lại thực sự xuất hiện hộ chủ. Chẳng lẽ Hoàng Vũ Thăng Thiên thật sự có thiên tử chi tướng, làm cho long hồn cũng khăng khăng muốn một mực bảo vệ hắn sao? Chỉ có Trác Phàm khinh thường nhìn long hồn, bên trong hai mắt một đạo lãnh mang nhất thời lóe qua. Chỉ là nghiệt xúc tinh linh địa mạch cũng dám đối đầu với bản hoàng, quá thật là muốn chết. Vừa dứt lời, trán Trác Phàm liền lóe ra một ngọn lửa màu xanh. Ngay sau đó thanh viêm càng lúc càng lớn hơn, hóa thành một thanh sắc hỏa điểu, dương cánh bay lượn trên mây, hung tợn đánh tới kim sắc long hồn kia. Mà long hồn thấy thanh viêm hỏa điểu liền kinh hãi, thân thể không lý do run run, liền muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng tất cả đã muộn, thanh điểu trong chớp mắt liền đuổi kịp nó, hai cái móng vuốt sáng rực không chút khó khăn bắt lấy thân rồng, giống như bắt con giun bắt nó trở lại, nó lại không có nửa phần phản kháng, chỉ có thể kêu gà to một tiếng co rúm lại, bị thanh điểu mang về cho Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt.
Hoàng Phủ Thanh Thiên càng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thật lâu không thốt lên được một câu. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Đây chính là địa mạch Long Hồn đó, vương giả đại địa đó, làm sao lại bị Trác Phàm thả ra một con thanh điểu đã dễ dàng hàng phục như vậy được chứ? Tiểu tử này quả nhiên cũng có kỳ vật, mà lại còn lợi hại hơn địa mạch Long Hồn nhiều à. Phương Thư Bạch liên tục tán thưởng, ánh mắt nhìn Trác Phàm càng hiện lên sự kinh dị. Địa mạch Long Hồn này đã là kỳ vật thế gian khó có được, biểu tượng của đế vương. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, trên thân Trác Phàm thế mà còn tồn tại lợi hại hơn. Thực sự là không thể tưởng tượng, tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì. Rõ ràng đến từ một thế gia tam lưu, nhưng toàn thân đều là bảo bối, khiến người ta nhìn không thấu. Gia Cát Trường Phong cũng vuốt chòm râu, nhìn Trác Phàm trong mắt rạng rỡ tinh quang. Chỉ có đế vương môn sắc mặt càng thêm âm trầm, Trác Phàm biểu hiện càng thêm cường thế, uy hiếp đối với bọn họ càng lớn hơn. Ngay lúc này đây, ngay cả địa mạch Long Hồn, thứ biểu tượng của vương giả, đều bị anh tùy tiện hàng phục. Vừa nói rõ cái đó, cái gì thì đó chỉ có thể nói là nói. Anh là tồn tại được thiên địa tán thành, anh là người đứng trên cả vương giả. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đế vương môn càng thêm phẫn uất. Trác Phàm lúc này đã không chỉ là một tên tiểu quỷ có tiềm lực to lớn, có uy hiếp đối với bọn họ, mà chân chính là quái thai không sợ thiên uy, có thể nghịch thiên cải mệnh. Xem ra cần phải đi thỉnh giáo đại tế ti, tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì, ngay cả địa mạch Long Hồn đều phải cúi đầu xưng thần. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài, Lãnh Vô Thường cũng gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, kể cả Lãnh Vô Thường hắn là thần toán vô địch, cũng chỉ có thể tính toán nhân tâm mà không thể tính thiên ý. Đối với người thực sự là thiên mệnh sở quy, vô luận hắn thiết kế hãm hại thế nào, người đó vẫn sẽ có thượng thiên che chở, luôn có thể biến nguy thành an. Cho nên đối với những người thiên cơ tương quan như thế này, hắn đặc biệt không muốn xuất thủ. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên có thể bị Long Hồn nhận chủ, rất hiển nhiên cũng là người được thiên địa tương quan, cho nên mọi người đế vương môn, thậm chí chính hắn đều gọi mình là thiên mệnh sở quy. Đây chẳng phải là thái độ tự ngạo ý dâm, mà chính là đúng như vậy. Riêng về điểm này, lúc trước cũng được tứ trụ thứ ba, người có thể phá được thiên cơ thiên vũ đại tế ti mập mờ tán thành. Thế nhưng giờ này khắc này, thiên mệnh chi nhân Hoàng Phủ Thanh Thiên lại bị Trác Phàm ăn sống, hộ chân Long Hồn đều bị hàng phục. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng thân cũng có thiên mệnh chi nhân, là hay là kẻ có tương quan thiên địa chứ? Nhất thời ánh mắt Lãnh Vô Thường nhìn Trác Phàm lộ ra một chút vẻ mê man, trong lòng chính thức sinh ra vẻ kiêng dè. Hoàng Phủ Thanh Thiên thì khó tin quát lên: Trác Phàm, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi còn tự xưng là bản hoàng? Ngươi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Trác Phàm khinh miệt nói: Ngươi chỉ cần biết đắc tội với lão tử là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Nói rồi Trác Phàm lại cúi người xuống, dứt khoát cắn đứt ít hầu của hắn. Máu tươi cuộn trào, cuồn cuộn không ngừng. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên co rút lại, cảm giác sinh mệnh lực của mình đang cấp tốc xói mòn, mà lại đạo kim sắc trong cơ thể đang không ngừng tiêu tán, chảy tới trên thân Trác Phàm. Cùng lúc đó, thanh điểu nắm lấy Long Hồn trở về, đúng lúc gặp phải kim sắc khí thể lưu chuyển trên thân Trác Phàm, liền buông móng vuốt. Long Hồn lần nữa khôi phục tự do, gầm lên, nhưng lần này nó không tiếp tục công kích Trác Phàm, mà xoay quanh Trác Phàm hai vòng, sau đó bỗng nhiên chui vào thân thể Trác Phàm. Wow! Trác Phàm như thể theo bản năng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân phóng ra hào quang óng ánh. Thanh Điểu vui mừng gật đầu, rồi lần nữa chui vào thể nội Trác Phàm. Mà bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế đều hoảng hốt hét lên: Quân vương đổi chỗ, Long Hồn nhận chủ, thiên địa kinh biến. Wow! Toàn thân Trác Phàm ánh sáng màu vàng nở rộ, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động ngàn dặm. Hoàng Phủ Thanh Thiên vô lực ngã trong vũng máu, nhìn kim quang đầy rẫy, lộ ra vẻ không cam lòng, trong lòng gào thét: đó là tư chất vương giả của ta, Trác Phàm, người trả về cho ta, trả về cho ta. Thế nhưng cổ họng hắn đã bị Trác Phàm cắn đứt, căn bản không phát ra được một lời nào, chỉ có thể ai thắng mà nhìn kình địch bình sinh đoạt mất Long Hồn của mình, thù lòng khí của mình, trở thành một đời thiên mệnh vương giả mới. Sao có thể chứ? Thiên mệnh sao lại đổi chỗ được chứ? Ta mới là thiên vũ chi chủ tương lai, Long Hồn sở quy, không phải ngươi. Trong mắt Hoàng Vũ Tây Thiên đầy vẻ mờ mịt, ánh mắt càng lúc càng tan rã, cuối cùng mẹo đầu sang một bên, triệt để mất đi sinh mệnh, chỉ còn đôi mắt không cam lòng, thật lâu không nhắm lại được, hắn hiển nhiên chết không nhắm mắt. Mà mọi người trước Trấn Quốc Thạch
đã hoàn toàn không để ý tới Hoàng Thanh Chiên. Giờ này khắc này, ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn Trác Phàm, trong lòng kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ long hồn cùng long mạch có thể đổi chỗ, đổi chủ sao? Nói như vậy, chính thức vương giả Thiên Mệnh Sở Quy không phải biến thành Trác Phàm rồi sao? Âm âm! Đột nhiên, một đạo sấm sét nổ vang trên trời mây, không có dấu hiệu nào, tối đen xuống, sấm sét chấn động khắp nơi, kịch liệt run rẩy, làm cho chỗ tất cả mọi người đều lung lay thân thể. Thú Vương Sơn, tất cả linh thú đều co rúm lại, trốn vào sào huyệt, không dám ló đầu ra. Cho dù là linh thú cấp 6 ngày bình thường đáng sợ nhất, thì giờ này khắc này dưới thiên địa chi uy cũng chỉ có thể co đầu lại, không dám ra ngoài. Chỉ có Trác Phàm vẫn ngửa mặt lên trời rống to, kim quang bốn phía càng thêm sáng lọi. Thừa tướng đại nhân, đây là có chuyện gì? Âm Dương Song Lão kinh hãi nói. Gia Cát Trường Phong thở sâu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lão phu từng đàm luận với Đại Tế Ti, theo hắn nói, phàm là thiên địa dị động, tất có chuyện lớn, kinh thiên động địa phát sinh, xem ra thiên vũ thật sự phải đại biến rồi. Ác nhỉ? Má ơi, từ lâu nay là cả chục chuyện ác độc, chưa chuyện nào mà tàn nhẫn như chuyện này. Má, tàn nhẫn má nhận không ra luôn.